đàn ông dính tới 10 sai lầm này thì làm gì cũng không thành buồn cười là có những sai lầm chúng ta chỉ cần nghe là đã hiểu ngay nhưng mãi mà vẫn không cải thiện được. Một không biết cách chăm sóc bản thân nhiều ông cứ hay nghĩ rằng đã là đàn ông thì nhất định phải làm chuyện lớn chứ không thể nào chỉ quanh quẩn trong những cái cơ bản hay chuyện tầm thường được. Nhưng các ông có biết là mọi điều lớn lao đều nên được xây dựng trên những nền móng cơ bản thì mới vững chắc không? Các ông không có sức khỏe không biết cách để hồi phục năng lượng hay khiến cho bản thân mình vui vẻ mà lại đòi làm việc lớn thì khó mà thành lắm. hai Mong muốn và hành động đi ngược nhau có nhiều người, mơ thì mơ lớn lắm. Cái gì cũng muốn, cái gì cũng ước nhưng lại chẳng bao giờ bắt tay vào làm cho xứng đáng. Tôi ví dụ, các ông ước 10 nhưng bỏ công sức ra làm lại chỉ có một Vậy thì sự thành công cũng vĩnh viễn sẽ như ước mơ của các ông, chỉ nằm trong đầu chứ chẳng bao giờ thành hiện thực cả. 3. Không có kế hoạch nếu các ông cứ nghĩ rằng mình còn quá nhiều thời gian để phải đặt bản thân mình trong một bản kế hoạch thì các ông sai rồi, tôi không khuyên các ông phải sống gượng ép. Tôi cũng không khuyên các ông hãy trở thành một cỗ máy được lập trình sẵn, nhưng hãy là một người đàn ông sống và làm việc có kế hoạch 4, thể hiện cảm xúc quá đà la hét. Nổi giận hay thậm chí là dùng nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề, đó chỉ là những hành động thiếu thông minh của những chàng trai chưa lớn. Sự điềm tĩnh mới chính là nấc thang cao nhất của một người đàn ông có bản lĩnh, nằm ở cạnh bên những người bạn xấu, xấu theo định nghĩa của mỗi người khác nhau. Nhưng tôi không có ý là những người xấu tính hay chỉ lợi dụng các ông, mà tôi muốn nói đến những ý nghĩa rộng lớn, là những mối quan hệ không phù hợp và tiêu cực. Chúng ta chỉ có 24 giờ thôi và một năm cũng chỉ có 365 ngày, vậy tại sao không lựa chọn ở bên cạnh những người khiến chúng ta cố gắng nhiều hơn và tốt hơn mỗi ngày? 6. Không nghiêm túc với tình yêu một người đàn ông không nghiêm túc trong tình yêu thể hiện hai điều, thứ nhất, anh ta thường chẳng nghiêm túc với chuyện gì cả, thứ hai. Anh ta chưa biết cách tôn trọng phụ nữ, tôn trọng chính mình và đó là biểu hiện của một người đàn ông chưa trưởng thành. 7. Không biết đâu là điểm dừng người đàn ông biết đủ và biết dừng đúng lúc luôn là người đã sẵn sàng trưởng thành. Tôi biết chúng ta tò mò và muốn hưởng thụ mọi thứ lạ lẫm trước mắt nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó. Anh em nên biết được lúc nào là đùa vui là khi nào cần có điểm dừng, mải chìm đắm vào những thú vui của cuộc đời mà quên mất việc kiểm soát bản thân. Anh em có đang bị như vậy không? Tám, lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ mỗi ngày chúng ta đều có 24 giờ, nếu các ông lãng phí thời gian đó vào những thứ vô bổ. Thì điều đó đồng nghĩa là anh em sẽ giảm đi những việc làm ý nghĩa, khi anh em dành thêm 2 tiếng để ngủ nướng, điều đó đồng nghĩa với chuyện anh em mất đi 2 tiếng để tập thể dục, để ăn sáng. Để đọc tin tức chín, không biết cách lắng nghe ai cũng có thể nói, nhưng không phải ai cũng đủ khiêm nhường, bình tĩnh và trưởng thành để im lặng và học cách lắng nghe. 10. Không trân trọng gia đình điều quan trọng nhất, quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi người là gia đình vậy mà các ông còn không trân trọng. Thì tôi tin là các ông sẽ chẳng biết trân trọng điều gì trong đời đâu.